Với tinh thần xung kích, sẵn sàng trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước đã và đang từng ngày nỗ lực quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự của địa phương, luôn giữ vững truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngày càng gian nan và nguy hiểm. Mới đây ngày 8 tháng 8, tại thôn Đắc Xuyên, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Bù Đăng đã phối hợp với công an xã Đắc Nhau bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Tuấn Nghĩa, sinh năm 2001, thường trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện tại thôn Đắc Xuyên, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng; Nguyễn Văn Lượng, sinh năm 2004, thường trú thôn Thống Nhất, xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng; và Hoàng Đình Thắng, sinh năm 1998, thường trú thôn 3, xã Bông Bo, huyện Bù Đăng, đang mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 31 gói ni lông, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai là ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy, một cân tiểu ly, 6 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng ngắn và nhiều hung khí nguy hiểm, cùng số tiền 3.400.000 đồng. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến có chiều hướng phức tạp. Các số đối tượng hoạt động mua bán có dấu hiệu coi như là tinh vi hơn, thủ đoạn hơn và manh động hơn. Hầu hết các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy hiện nay thì thường mua vũ khí hoặc công cụ hỗ trợ để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Đồng Xoài bất ngờ tiến hành kiểm tra quán karaoke Blue tại khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, đã phát hiện bắt quả tang tại phòng ngủ số 2 quán karaoke Blue có 4 thanh niên, 2 nam, 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra các phòng ngủ số 3, số 4 và số 6 bên cạnh, phát hiện có 7 nam, nữ thanh niên trong các phòng này. Sau đó đến khoảng 1 giờ 30 phút, khi lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra quán, có thêm 3 thanh niên, một nam và hai nữ đi taxi tới quán karaoke hỏi thuê phòng. Lực lượng kiểm tra đã đưa toàn bộ 10 thanh niên này về trụ sở công an để làm việc. Tiến hành test nhanh ma túy với số thanh niên này, phát hiện có 4 đối tượng dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy từ trước khi đến đây thuê phòng ngủ. Đêm hôm qua lên ở quán karaoke mà luôn con nằm ở phòng 1 thì anh Ngọc chủ quán qua rủ con qua sử dụng ma túy ở phòng anh Ngọc. Còn khoảng 1:30 thì bên công an ập vào bắt quả tang. Bọn em tổ chức mua, bọn em chung mua nhưng mà bọn em chưa đưa tiền. Từ đầu năm đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 201 vụ, 316 bị can liên quan đến ma túy. Gọi, hỏi, răn đe, thử, test 1.052 lượng đối tượng, phát hiện 675 đối tượng dương tính với ma túy. Lập hồ sơ đề nghị đưa 238 người nghiện đi cơ sở cai nghiện bắt buộc. Với tinh thần xung kích, sẵn sàng trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm, quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự của địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước luôn giữ vững lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ và vì cuộc sống bình yên.